cho lòng ta thật thoải mái, vui tươi cùng nhau sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời, bước phân bước bao niềm tin trong từng giây phút, cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Quý vị khán giả đang đến với Vui Sống Mỗi Ngày. Thưa quý vị khán giả, sử dụng đồ bổ như là sâm, yến, nhung hương như thế nào là đúng cách, lúc nào, rồi dùng với số lượng ra sao để tốt cho sức khỏe, có hiệu quả thực sự hay không thì không phải là ai trong chúng ta cũng biết. Chuyên gia sức khỏe của chương trình sẽ cho quý vị những tư vấn cụ thể, những thông tin hữu ích về vấn đề này trong một trò chuyện cuộc sống của chương trình hôm nay. Ngoài ra, các nội dung khác của chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị những thông tin bổ ích, những mẹo hay, những món ăn ngon cho dịp Tết sắp đến. Quý vị đừng bỏ qua nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ trong trường quay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cô Lâm Anh Đào, 53 tuổi, là một nội trợ trong gia đình. Thời gian gần đây, thời tiết chuyển mùa, se lạnh, cô thường xuyên gặp các triệu chứng như cứng khớp, nhất là vào buổi sáng khi ngủ dậy. Đôi khi các khớp tay bị sưng, tấy, khi hoạt động nhiều thì lại bị đau. Vì vậy, chương trình đã làm cầu nối giúp cô gặp gỡ với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng, trưởng phòng khám chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2, thành phố Hồ Chí Minh để bác sĩ tư vấn cho cô về tình trạng bệnh của mình. Nó đau những khớp nào cô? Dạ, khớp ngón tay, ngón chân với lại khớp đầu gối ạ. Buổi sáng ngủ dậy cô có thấy cứng khớp không? Dạ có, tay mình nó không co vào được. Mới ngủ dậy cái một lát mình phải xoa xoa một hồi thì nó mới hoạt động được. Trời lạnh nó có đau nhiều hơn không cô? Dạ mấy bữa nay trời lạnh thì nó đau nhiều hơn sẽ. Tôi xem cái khớp của cô cái. Mấy cái khớp này phải không? Dạ. Đau mấy khớp này. Dạ. Dạ bị đau cái chân này bác sĩ, tối ngủ cũng bị nhức ở đây bác sĩ. Dạ, nó đau đây cái chân này nó nhô ra. Và nó bị đau nhức ở đây. Rồi, đầu gối nữa. Dạ, đầu gối nữa. Đi lên cầu thang bác sĩ có khi nó kêu mà nó đau lắm, đi mình phải khom khom mình đi á. Qua cái khám của cô á thì tôi chẩn đoán cô là bị cái viêm đa khớp dạng thấp rồi đó. Như vậy thì mình còn phải điều trị như thế nào bác sĩ? Điều trị cái khớp này á bây giờ là vẫn còn là cái thách thức đối với nền y học, nó còn gọi là một cái bệnh là khó điều trị. Tuy nhiên nó cũng có những loại thuốc mà nó ngăn được cái viêm khớp này, làm chậm cái quá trình viêm khớp này. Tuy nhiên thì thuốc là thường là con dao hai lưỡi, chúng ta không nên tự động, tự tiện mà dùng thuốc. Ví dụ như mình dùng canxi á, thì nó có cải thiện được cái bệnh này không bác sĩ? Chúng ta đều biết là trong xương chúng ta đó, canxi đóng vai trò rất quan trọng. Nó là một cái thành phần cấu tạo của xương chúng ta đó. Nếu mà thiếu canxi ở trong xương thì nó sẽ loãng xương. Cho nên chúng ta bổ sung canxi đó là một cái điều tốt thôi. Nhất là chính cái bệnh mà viêm đa khớp dạng thấp này nó làm loãng xương. Cho nên chúng ta bổ sung thêm canxi đó là một cái điều hữu ích thôi. Mình có thể tập thể dục để mà cải thiện cái tình trạng bệnh của mình được không bác sĩ? Tập thể dục thì rất tốt. Nhưng mà không có một cái bài tập thể dục nào chung như tất cả các người bệnh này cả. Vì có người thì bệnh đau viêm khớp ở tay. Có nhiều người bệnh là viêm khớp ở chân. Cho nên là không có một bài tập chung, mà có một số điểm mà chúng ta cần lưu ý thế này là chúng ta phải tập các cái khớp mà bị viêm đó bị viêm thường xuyên nhiều lần trong ngày để chống cái tình trạng nó cứng đó. Dạ, tức là mình phải hoạt động. Vâng, đúng hoạt động nhiều lần. Chúng ta nếu mà chúng ta ngồi nghỉ thì chúng ta phải tập cho nhiều lần trong ngày để cho các khớp nó mềm. Cái điểm lưu ý nữa, khi mà khớp mà đang sưng nóng đỏ đau thì lúc đó là nó biểu hiện lên cái khớp chúng ta đang viêm tiến triển. Thì lúc đó không tập. Những lúc đó mình có thể xoa dầu được không bác sĩ? Vâng, cái dầu nóng thì cô có thể thoa được. Tuy nhiên bây giờ trên thị trường có nhiều cái thuốc thoa ngoài da. Mấy cái thuốc đó nó thoa vào vừa giảm đau nó lại vừa khám viêm nữa. Thì tốt không bác sĩ? Vâng. Như vậy thì mình có cái chế độ ăn uống như thế nào? Và cái sinh hoạt của mình làm sao để cho mình, cái bệnh của mình nó đừng có phát triển cơ hơn bác sĩ? Về cái ăn uống á. Thì với cái tuổi mà phụ nữ mà trên 50 như cô đó thì chúng ta ăn làm sao vừa đủ chất, vừa đủ thôi, không dư bất cứ chất gì cũng được, không tốt. Thứ hai là chúng ta cố gắng ăn những cái thứ mà nó không gây dị ứng. Còn mà về sinh hoạt á, làm sao mình giảm được cái áp lực cuộc sống, tạo cho mình một cuộc sống thoải mái. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi hiểu rõ hơn cái bệnh của mình.